Forbes vừa công bố danh sách 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất trong năm 2023. Điều đáng chú ý là 4 trong số họ hiện đang thi đấu tại Saudi Arabia. Cristiano Ronaldo đứng đầu danh sách với khoảng cách rất xa so với người đứng thứ hai là Lionel Messi, với tổng thu nhập lên tới 36 triệu đô la Mỹ. Hè vừa qua, Harry Kane gia nhập Bayern Munich từ Tottenham Hotspur, đồng thời thỏa thuận đãi ngộ cầu thủ này cũng đã được nâng cao đáng kể. Kane cũng kiếm được số tiền ổn định từ các hoạt động ngoài bóng đá, bao gồm việc quảng cáo cho một công ty Mỹ. Tổng thu nhập của anh là 39 triệu đô la Mỹ. Trong tháng 3, Kevin De Bruyne đã ký hợp đồng quảng cáo với một thương hiệu đồ ăn nhanh, kiếm hàng triệu USD. Mặc dù thu nhập từ các hoạt động liên quan đến bóng đá của anh đạt khoảng 35 triệu đô la Mỹ, phần lớn thu nhập của De Bruyne vẫn đến từ sân cỏ. Cuối cùng, Sadio Mane, sau khi chuyển tới Al Nassr ở mùa hè, đã kiếm được một khoản thu nhập khổng lồ lên tới 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Dù không còn thi đấu ở châu Âu, chuyển đến Saudi Arabia đã giúp Mane kiếm được số tiền mà nhiều đồng đội chỉ mơ ước. Forbes ước tính rằng trong năm 2023, Mane kiếm được 48 triệu đô la Mỹ từ bóng đá và thêm 4 triệu đô la Mỹ từ các hoạt động ngoài bóng đá. Cuối cùng, Mohamed Salah từng được Al Ittihad đề nghị mức phí chuyển nhượng kỷ lục lên tới 190 triệu đô la Mỹ, nhưng anh đã từ chối và ở lại Liverpool. Mặc dù không có mức thù lao như đồng đội Sadio Mane, cầu thủ người Ai Cập này vẫn kiếm được một số tiền đáng kể từ các hoạt động ngoài sân cỏ, lên đến 18 triệu đô la Mỹ. Tổng thu nhập của Mohamed Salah trong năm 2023 được ước tính lên tới 58 triệu đô la Mỹ. Hè năm 2022, Erling Haaland chuyển đến Anh và ghi tổng cộng 52 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đóng góp quan trọng giúp Manchester City hoàn tất cú ăn 3 lịch sử. Haaland, cầu thủ 23 tuổi, cũng được thưởng thức mức thu nhập đáng kể từ câu lạc bộ và các hoạt động ngoài sân cỏ. Forbes ước tính rằng Haaland thu về 46 triệu đô la Mỹ từ bóng đá và 12 triệu đô la Mỹ từ các hoạt động ngoài bóng đá trong năm 2023, tổng thu nhập lên tới 106 triệu đô la Mỹ. Sau khi giành hàng loạt danh hiệu với Real Madrid, Karim Benzema quyết định chuyển đến Al Ittihad hè năm 2022 để thử thách mới. Được cho là kiếm được 100 triệu đô la Mỹ từ bóng đá và 6 triệu đô la Mỹ từ các hoạt động ngoài bóng đá trong năm này, tổng thu nhập của Benzema lên tới 110 triệu đô la Mỹ. Kylian Mbappé hiện là một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất ở châu Âu. Forbes dự đoán rằng Mbappé đã kiếm được tổng cộng 90 triệu đô la Mỹ từ bóng đá trong năm nay. Hè vừa qua, Mbappé gặp một số bất đồng liên quan đến việc chuyển nhượng với Paris Saint-Germain, tuy nhiên sau đó, anh đã quyết định ở lại và tiếp tục thi đấu cho câu lạc bộ Pháp. Tổng thu nhập của anh là 112 triệu đô la Mỹ. Không còn cảm thấy thoải mái ở Paris Saint-Germain, Neymar quyết định chuyển tới thi đấu cho Al Hilal, Saudi Arabia, vào hè 2022. Tại câu lạc bộ mới, Neymar kiếm được thù lao không dưới 150 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Ngoài ra, cầu thủ người Brazil cũng kiếm được 32 triệu đô la Mỹ từ các hoạt động ngoài bóng đá trong năm 2023, chủ yếu từ các hợp đồng tài trợ. Tổng thu nhập của Neymar là 136 triệu đô la Mỹ. Lionel Messi từng được câu lạc bộ Al Hilal đưa ra lời đề nghị hủy diệt với thu nhập kỷ lục 500 triệu đô la Mỹ mỗi năm vào hè 2022. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina đã từ chối và gia nhập Inter Miami vào tháng 8. Tại đội bóng Mỹ, Messi kiếm được khoảng 60 triệu đô la Mỹ mỗi mùa.